Chào mừng quý vị và các bạn đến với LTK Bonsai. Hôm nay mình xin giới thiệu một số cây kiểng tại điểm bán của Thúy An ở quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, cho quý vị các bạn có nhu cầu giao lưu cây kiểng. Rồi hôm nay có gì về đây An ơi? Chào bà con trên mọi miền Tổ quốc nha, đã đến với kênh LTK Bonsai ha. Hôm nay em cũng có một số phôi bằng lăng và cốc núi với me nha, để giao lưu với tất cả bà con mình ha. Mọi thông tin chi tiết thì cô chú anh chị vui lòng liên hệ về số điện thoại của em nha, 0939700449 ha, cũng là số Zalo. Rồi đến với mã đầu tiên, đến với clip hôm nay thì là một cây me nha, me chua ha. Đây em xin báo chiều cao của nó là 39 nha. Bonsai uống thân uống đế từ nhỏ ha. Đúng rồi. Rồi rất là già cây này nha. Cây này có trái chưa? Dạ đã có trái rồi nha. Cây đang có trái à, mà tại cắt cái phần trên đây mình lấy cái phôi thôi ha. Rồi. Đây, hoành của nó ở vị trí này là 16 nha. Đó, củ đế của nó là 45 đi nha. Rồi, về trồng đảm bảo có trái ha. Dạ đúng rồi, phôi me chua miền Tây của mình á. Rồi mã số 1 giao lưu với giá là 750.000 đồng, bên em đã bao gồm phí ship rồi ha. Rồi, đến với mã số 2. Đó, những cây này lớn già hết rồi nha. Đây là dây kẽm mà uống thân ha, không có ảnh hưởng gì tới cây nha. Cao của nó là 35 nha. Rồi. Đó. Uống lắc lượng nha. Đây. Rồi. Quanh ở vị trí này xin báo là 16. Rồi. Đó, cây này có giá là 700.000 đồng nha. Me chua. Dạ, me chua miền Tây nha. Rồi. Đó, trồng cây đủ sức, có tàn có nhánh thì cây sẽ ra trái nha. Rồi, cây số 3. Đó. Là chiều cao là 42. Clip này em được 10 phôi ha. Đó. Đây, hoành là 13 nha. 13. Cây này có giá là 500.000 đồng. Bao ship toàn quốc nha. Mọi thông tin chi tiết thì cô chú anh chị vui lòng liên hệ về số điện thoại của em ha, 0939700449 cũng là số Zalo luôn. Rồi đến với mã me chua số 4. Đó. Cao của cây này là 46. Đó. Hoành của cây này là 17. Rồi. Ở dưới phần dưới đây nó còn đế nữa nha, mình về mình moi thêm ha. Mã số 4 là 600.000 đồng ha. Rồi, cây đây. Đã có trái hết rồi ha. Dạ, cây này đã từng có trái hết rồi. Mình về mình chăm đủ sức là cây sẽ ra trái nha. Mã số 5. Cao của cây này là 39. Cái này mình về mình uống thêm bonsai rất là đẹp. Hoành ở vị trí này là 11. Rồi, củ đế rất là đẹp nha. 650.000 đồng mã số 5 ha. Rồi, dòng nó đi. Dạ. Bộ rễ mọn rất là nhiều nha. Rồi. Mã số 6. Đó. Uống đế từ nhỏ nha. Mình về uống mình đế sửa thân từ nhỏ ha. Mình về mình thêm giá thể là mình trồng thôi. 36. Cây này là nuôi mấy năm rồi? Là chiều cao. Quên rồi không nhớ nữa. 5 năm không? Chắc cũng không tới 5 năm. Rồi, hoành ở vị trí này là 10 đi nha. Rồi. Củ đế của nó là 21. Cây mã số 6 có giá là 600.000 đồng nha. Mọi thông tin giá cả đều gọi qua số điện thoại của em nha, 0939700449 cũng là số Zalo luôn. Cao của cây này là 50. Đó, đo từ vị trí này xuống tới đây ha. Đó. Rồi. Quanh ở vị trí này là 16. Cây mã số 7. Cây me chua có giá là 700.000 đồng. Dạ. Sống khỏe bên em bao sống cho cô chú anh chị mình nha, tất cả các mặt hàng mà em đã like ha. Đó. Mã số 8 nha. Cao của cây này là 40 đi ha. Rồi quay vòng đi. Cái này mình về mình giữ ẩm hoặc là vô chậu liền luôn, thêm giá thể cho mình ha. Thêm giá thể cho nó là trồng. Quanh ở vị trí này là 13 nha. Đó. Quanh cũ thì lớn hơn ha. Rồi cây mã số 8 này có giá là 750.000 đồng nha. Bao ship toàn quốc. Đó, này là bộ rễ mền của nó ha, rất là đẹp. Rồi, mã số 9.
Đây, cây nào cũng có dáng lắc lượng hết trơn á, đẹp hết. Đây, 57 là chiều cao. Đó. Đâu rồi, đo trên đây đi, ở dưới không có chỗ để đo. Đây, 13 nha. Ở dưới đây 13. Thì lớn hơn ha. Rồi. Rồi, cây này có giá là đâu mất tiêu rồi. 750.000 đồng mã số 9 nha. Lộn không? 700 700 đi nha. 700. 700 bao ship toàn quốc. Rồi, nhỏ mấy cây kia đó. Mã số 10, có gì thì thương lượng với em sau nha. Cao của cây này là 46. Đó, mã số 10 ha. Rồi. Đây. Quanh ở vị trí này là 14. Rồi, 14. Dạ. Cây này có giá là 600.000 đồng mã số 10 nha. 600. Dạ. Rồi, me chua nha. Đến với mã số 11 thì cây này là cây cốc núi nha. Mình có thể mình ghép cốc miền Tây của mình vào được nha. Ghép cốc Thái được ha. Rồi. Đó, cây rất là lớn. Đó, cái này không bọng, không mục nha. Rồi, cho cái thân nạc đi. Cao là 76. Đó, là từ ở vị trí này xuống thôi nha. Đó. Cứng chưa mà cắt, cứng chưa? Cứng rồi, này thân rồi phải không? Dạ, thuần bầu này rồi nha. Đây, cái cốc núi. Cốc núi, cốc núi. Đó. Trái chắc nó nhỏ hơn cốc. Dạ. Mà đó, mình về mình có thể ghép cốc mình được nha. Cái này chắc có vị thuốc. Đây, 90 là hoành nha. Rồi. Rồi, cây cốc núi, mã số 11, cốc có giá núi là 3 triệu 8 bao ship nha. Nặng không? Dạ, rất là nặng. 2-3 người khiêng lắm. Rồi. Rồi. Đến với mã số 12 là một cây cốc núi mini nha. Đó, cái những cây này đã thuần bầu hết rồi lá nha. Lá nó có mùi chua giống như cốc mình không ta? Cũng có mùi chua chua. Cao của cái phôi là 40 nha. Đây, mặt cắt đã liền kìa ha. Đây, mặt cắt đã lên những cái chồi này luôn rồi nha. Đó. Sẽ chết rồi ha. Dạ. Rồi. Rồi, hoành ở vị trí này đi ha. 34. Xuống dưới dễ trồng. Đây là 47 nha. Rồi, mã số 12 là 1 triệu 7 bao ship ha. Đó. Bầu khô kìa. Chưa tưới nước. Khi đi em tưới nước hoặc là đắp thêm bột dừa cho cây nha. Cô chú anh chị cứ an tâm ha. Rồi. Rồi, mã số 13 là một cây tử đằng dáng quái nha. Đó. Cao của cây tử đằng này là 49 ha. Đây. Đối với những cây phôi chưa đâm chồi thì mình giữ ẩm toàn thân giùm em nha. Ngay cả những cái nhánh nhỏ nhỏ này giùm em luôn ha. Rồi bây giờ đo tổng cái hoành cũ, hoành đế nha. Là lấy 95 ha. Rồi. Mã số 13 là 1 triệu 7 nha. Tử đằng nha. Tử đằng núi thì nở hoa một lần trong một năm nha. Vào mùa hè. Mã số 14. Đây. Là cây vú bò cốt nha. 70 là chiều cao. Đó. Vú bò. Dạ. Đây. Nếu ai chưa biết mặt trái thì cứ liên hệ Zalo em gửi qua cho mình tham khảo ha. Hoành tổng của nó là lấy 42 nha. Cái này thuần chưa? Dạ, thuần bầu này rồi. Mình về mình vô chậu thôi. Rồi. Cây này có giá là 1 triệu đồng bao ship mã số 14. Rồi, đến với mã số 15. Đó, những mặt hàng này hiện tại là đang rất là được rất là nhiều cô chú anh chị mình ưa chuộng nha. Cao của cây này là 53. Đây, cây này bằng lăng hoa tím lá nhỏ ha. Mình về mình ghép từng vi ha. Đây, hoành tổng của nó là lấy 100 nha. Rồi. Cây mã 15 có giá là 1 triệu 500 ngàn đồng ha. Đó. Cây dáng rất là đẹp. Đây, mã 16. Bằng lăng hoa tím lá trung. Đó, mỗi cây một mỗi dáng nha. Lá trung, lá nhỏ có khác gì nhiều không? Lá trung thì là cái lá nó lớn hơn khoảng 3 đến 4 ngón tay nha. Còn lá nhỏ thì khoảng 2 ngón thôi. Mà bông chùm thì cũng giống vậy. Nhưng mà màu hoa của lá nhỏ thì nó lợt hơn đối với của lá trung. Đó. Rồi. Bây giờ tổng chiều cao cây này ha. 67. Đó, cây này đã đâm chồi rồi này nha. Rồi, lá da sần. Dạ, da sần. Rồi. Em báo hoành cho mình ha. Hoành ở vị trí này em xin báo là 135 đi nha. Đo trừ hao cho cô chú anh chị mình ha. Đó. Cây mã số 16. Cây này có giá là 2 triệu 2 nha. Cây đó là bên em đã bao gồm với ship rồi ha.
Rồi nhắc số điện thoại ra. Rồi số điện thoại liên hệ của em là 0939700449, cũng là Zalo luôn. Chỗ em ở hiện tại là khu vực Thới Hòa, phường Thế An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Đó. Cao của cây này là 61. Rồi lá gì đây? Cây này cũng là lá trung luôn. Đó, dáng rất là đẹp ha. Rồi. Hoành tổng của cây này em xin báo là 100 đi nha. Rồi. Rồi, bằng lăng lá trung này xin báo giá bao ship là 1,8 triệu nha, mã số 17. Rồi, đến với mã số 18. Rồi, cây này bằng lăng hoa tím lá nhỏ nha. Cây này cũng đã có đâm chồi rồi ha. Đây, cao là 79. Bên em bao sóng cho cô chú anh chị mình an tâm ha. Dạ ổi ha. Dạ, dạ ổi. Có gì thì cứ liên hệ với em nha. Đây, quanh của cây này là 70 nha. Đó. Cây này giá 1,3 triệu nha, mã số 18. Mình về mình ghép tường vi ha. Tường vi miền Tây của mình gồm 3-4 màu lận. Màu tím, màu trắng, màu hồng, huyết long ha. Có bán bo không? Dạ có luôn, có gì thì cứ dặn em nha. 60 là chiều cao. Bữa nay em cũng có lấy một lô bo để về giao cho quý khách đó. Rồi, cây nhỏ dạ. Về mình làm bo ha. Dạ đúng rồi. Một cây thì mình có thể ghép được nhiều ấy lắm. Đó, hoành cây này là báo 110 nha. Có nhận ghép hộ không? Dạ không, không biết đường ghép. Thôi rồi, bán cây mà không biết đường ghép. Mã số 19 là 1,200,000 đồng nha. Dạ, bữa là làm clip ghép hướng dẫn nha. Dạ. Có gì thì mọi người cứ đăng ký kênh LTK Bonsai nha. Có nhiều clip hay và ý nghĩa lắm á. Đây. Cao của cây này là 60. Đây là bằng lăng hoa tím lá trung nha. Đó. Đây để em đo hoành ha. Hoành của cây này là 120 nha. Rồi. Mã 20 này có giá là 1,5 triệu. Đó, bên em đã bao ship cho mình rồi ha. Đến với mã 21. Đây, cây này cao ha. Cao của cây này là 105 nha. Xây đi. Đây, cây này cũng đã đâm chồi nhiều rồi ha. Những cây phôi này hiện tại rất là dễ sống. Khi mới về mình để trong mát giữ ẩm giùm em là được ha. Rồi, lá trung. Dạ, lá trung. Quanh tổng của cây này em lấy 140 nha. Là trừ 235 ha. Quay đi. Đó. Cây mã 21 bằng lăng hoa tím lá trung. Có giá bao ship là 2,2 triệu. Mọi thông tin chi tiết giá cả đều thương lượng qua một số điện thoại của em nha. 0939700449 ha. Ở mã số 22. Đây, bằng lăng hoa tím lá trung luôn. Cao của cây này là 68. Đó. Dáng bệ rất là đẹp ha. Về vô cái chậu dĩa là rất là vướng rồi. Rồi. Hoành tổng ở đây là 85 đi nha. Rồi, 85. Dạ. Cây mã số 22. Đó, cây này có giá là 1,3 triệu. Rồi, mã số 23. Bằng lăng hoa tím lá nhỏ dạng một cốt nha. Cao của cây này là 86. Đó. Mỗi cây mỗi dáng ha. Rồi. Đo hoành tổng chỗ này nha. Đây, lấy 80 ha. Rồi, quay đây. Rồi. Cây mã số 23. Có giá 1,3 triệu nha. Bao sóng bao ship. Dạ, bao sóng bao ship toàn quốc nha. Đó. Cây tới cây mã 24. Đây giống như một con thú nằm ha. Cao của nó là 56. Cái này cũng là lá nhỏ luôn nha. Đây. Bây giờ đo hoành đặt ở trên đây đi nha. Đâu? Đây nè. Đây. Hoành đặt ở trên đây là lấy 40 nha. Đó, hoành bệ ở dưới thì có thể là để đo luôn cho. Rồi, hoành bệ là 867 nha. Bằng lăng hoa tím lá nhỏ mã 24. Quay ra dưới này nó có gì không? Đó. Có giá là 1,3 triệu luôn. Có cũng có thẹo rồi nè. Đây là vít lũa nha, tới thịt rồi ha.
Mã số 24 1,3 triệu luôn. Rồi. Đến với mã 25 là một cây thị thơm nha. Đó. Thị thơm. Dạ cây thị thơm. Đây, đã đâm chồi sống khỏe rồi ha. Đó. Đâm mục rất là nhiều rồi. Mấy cái này là mấy cái chồi của nó ra nè. Cao của cái phôi thị thơm này là 56, có trái màu vàng rất là thơm ha. Đó. Thị ơi bị bà đó ha. Dạ. Trong chuyện cổ tích hồi xưa ha. Đây, 65 nha. Rồi cây thị thơm này có giá là 1,2 triệu nha. Cái chẳng bà đó có gì không? Dạ không, có chỗ này là nó không có mục, nó tới ấy rồi. Dạ có nào mục bọng thì em báo nha. Rồi. Đến với mã 26 là một cây sam song hình lá rí nha. Đó. Ra cây sam nữa. Núi rừng rồi. Tổng hợp nhiều loại cho cô chú anh chị mình dễ lựa chọn nha. Thập cẩm ha. Đây, 33 là chiều cao. Rồi kéo cái chiều tàn dài coi. Tàn dài của nó là 7 đâu rồi? Đây, 65 nha. Ngang. Ngang rộng của nó là 40 đi ha. Ừ, xây đi. Đó, tàn đã ấm rồi nha. Cái này em xếp chậu được không ta? Được. Cái này là chậu này là chậu xi măng nha. Có gì bể thì cô chú anh chị cũng đừng bể hư bầu, hư cây gì sao. Dạ, có quấn băng keo vòng vòng ngoài. Đây, 23. Rồi, là hoành nha. Đó, cây này thuần dây rồi đó. Mã số 26 là 2,3 triệu nha. Bao ship toàn quốc. Em đảm bảo tai chi cành an toàn cho cô chú anh chị mình nha. Đó, cây này là cây thăng mã 27. Cao của nó là 37. Đó, cái này mới vừa vô một nước dây nha. Rồi, tăng ngang đây. Tăng ngang. Ngang của nó là 49. Rộng của nó là 30. Hoành trên đây là khoảng 7-8 nha. Đó. Cũ. Kéo hết cũ luôn. Là 35 nha. Mã số 27 900.000 đồng nha. Bao chậu luôn ha. Rồi mã số 28. Đây cũng là cây cần thăng dáng đổ luôn nha. Đó, chiều đổ của nó là 43. Cao lên của nó là 23. Đó. Ra đã ấm tàn rồi nè. Dòng nữa. Rồi. Chi đã đầy đủ rồi ha. Bây giờ củ nha. Củ của nó là 32 nha. Rồi cây cần thăng mã số 28 này là 1,100.000 đồng nha. Bao ship, bao sống, bao an toàn cho cây ha. Rồi đến với mã 29 là em có được hai cây bông trang lá lớn đỏ nhờ mỹ nhung nha. Bông rất là lớn ha, thuần chậu nha. Cao của cây này là 85. Tán ngang của nó là 60. Đó, cây thuần bầu nên sống rất là khỏe ha. Rồi, quanh cây này là cũng khoảng 6-7 đi nha. 7-8, 6-7 nha. Lấy 6-7 thôi, một cốt ha. Rồi, cây 29, 500.000 đồng bao ship nha. Mỹ nhung lá lớn. Màu hoa đỏ thẫm rất là đẹp. Đây, ở đây có một màu ha, một cây ha. Bông. Cao của nó là 89 nha. Đó. Cái này chưa có bung tàn nữa nè, phải bung ra là lớn. Đây, 65 nha. Là tán ngang ha. Đó, cái hoa của nó đó. Mình chăm đủ sức á thì nó sẽ hoa lớn hơn nha. Rồi. Hoành là 7 nha. Là gần 7. Dạ, cây mã 30 cũng là 500.000 nha. Bên em bao ship cho mình rồi ha. Rồi, dạ hết rồi, cuối clip rồi. Thì cây cảnh bình an xin gửi lời cảm ơn và đến tất cả các cô chú anh chị mình đã tin tưởng và ủng hộ cho em nha. Em xin chân thành cảm ơn rất nhiều ạ. Chào tạm biệt quý vị.